Xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sài Gòn ơi. Thì cũng như mọi người đang thấy, hiện tại em đang đứng ở trong một khu công viên ở bên khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7, Sài Gòn. Con đường nhộn nhịp trước mắt của quý cô chú, anh chị và các bạn bây giờ đó chính là con đường Nguyễn Đức Cảnh. Thì mọi người cũng thấy là trên con đường này có rất là nhiều các quán ăn, các quán cà phê, rồi các nhà hàng. Thì cái con đường Nguyễn Đức Cảnh này là một trong những con đường sầm uất nhất ở khu vực quận 7 Phú Mỹ Hưng. Còn con đường phía bên đây chính là con đường Tôn Dực Tiên, mà trước đây em cũng đã có quay một video để cho mọi người xem. Thì nếu quý cô chú anh chị và các bạn nào có nhu cầu xem lại con đường Tôn Dực Tiên thì em sẽ để đường link ở phía bên trên, bên góc phải, thì mọi người có thể bấm vào đó để xem. Bây giờ thì em sẽ dẫn mọi người đi tham quan một trong những khu công viên rất là nổi tiếng bên khu vực quận 7 Phú Mỹ Hưng. Thì đây là công viên bờ sông Panorama, một trong những một trong bốn địa điểm picnic rất là nổi tiếng đối với giới trẻ ở bên khu vực quận 7. Thì hiện tại vì đang là trời buổi tối rồi mọi người, thì nhìn góc này mọi người cũng có thể thấy là hoàng hôn, mặt trời đang lặn rồi, nên cũng sẽ không thấy được rõ cây cối xung quanh cũng như không khí. Nhưng buổi tối nó sẽ có nét đẹp của buổi tối, do đó em cũng quyết định đi quay cho mọi người xem. Thì cái trường học trước mặt của chúng ta bây giờ đó chính là trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đinh Thiện Lý, một ngôi trường rất là nổi tiếng ở bên khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7. Ở dọc theo cái trục đường Nguyễn Đức Cảnh này á, thì có rất là nhiều căn hộ cao cấp. Thì đây là một trong những căn hộ cao cấp cũng được xây dựng cũng khá là lâu đời ở bên khu vực Phú Mỹ Hưng này. Thì trong video lần này chúng ta hãy đi dọc theo công viên bờ sông này nha. Em sẽ dẫn mọi người đi dọc theo khu công viên này cho mọi người xem. Mọi người cũng thấy là hiện giờ cái đường đi đang lót đá đây như vậy nè. Em đang đi trên từng cục đá như vậy để quay cho mọi người xem. Phía bên ngoài là đường Nguyễn Đức Cảnh, thì mọi người cũng thấy là xe cổ rất là nhộn nhịp. Thì con đường Nguyễn Đức Cảnh là một trong những con đường nhộn nhịp nhất ở bên khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7 cho tới thì bây giờ. Tại vì rất là nhiều quán ăn, nhà hàng, rồi quán nước, quán cà phê của rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng và phổ biến với giới trẻ tụ tập về trên con đường này. Thì tại sao gọi đây là công viên ven sông? Thì mọi người cũng thấy là một bên của công viên là nằm sát bên bờ sông. Phía bên kia là một nhà hàng Dình Ký, Cù Lao Xanh mà cũng thấy đó. Thì để đi qua khu vực bên nhà hàng bên đó, chúng ta sẽ đi tàu. Bên nhà hàng Dình Ký nó có một cái bến ở đây nè, chúng ta sẽ gửi xe ở đó và đi tàu qua khu vực bên kia. Thì mọi người cũng thấy là trời nó đang hoàng hôn nè, nó đang cam cam, mặt trời lặn rồi mọi người. Hiện tại thì đang là 6 giờ tối ở Sài Gòn. Bây giờ em đang trong khu công viên bờ sông Panorama. Em sẽ đi dọc theo công viên này để quay cho mọi người xem về cái khu vực công viên bờ sông Panorama này nó sẽ như thế nào vào buổi chiều tối. Đó, mọi người cùng với em đi nha. Thì cái lý do cái công viên này tên là công viên bờ sông Panorama thì theo em nghĩ chắc tại là chủ đầu tư đặt theo tên dự án căn hộ của bên Phú Mỹ Hưng. Thì cái căn hộ bên đây nè mọi người, đây là một căn hộ cao cấp của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng. Thì cái căn hộ đó tên là Panorama luôn. Thì công viên này nó đối diện cái căn hộ đó, nên em nghĩ đó là lý do tại sao người ta đặt cái tên cái công viên này là công viên bờ sông Panorama. Thì đây là suy nghĩ của em thôi, nên cũng không biết là có chính xác hay không nữa. Nên nếu mà có quý cô chú anh chị nào mà rành khu vực bên đây thì hãy comment cho em biết với nha. Nhưng em nghĩ là chắc là đúng như vậy rồi đó. Thì ở đây em thấy có một cái trạm gác bảo vệ nè. Thì ở trong khu vực Phú Mỹ Hưng thì an ninh cũng rất là tốt, vì đây là một cái khu đô thị chuẩn mực ở Sài Gòn rồi, xây dựng cũng đã 20 năm rồi mọi người. Nên an ninh này nọ mọi thứ đều rất là tốt. Bên xa xa kia là quán Highland Coffee. Thì mọi người cũng thấy là cái quán này rồi, nó quá mạnh rồi, nên gần như là ở chỗ nào cũng có cái quán Highland Coffee hết á. Bây giờ chúng ta sẽ đi dọc từ từ trên cái khu công viên bờ sông này. À nè,
mọi người cũng thấy có một cái tàu đang chở khách đi vào hướng về nhà hàng Diềm Ký đó. Thì để không tốn thời gian của tất cả quý cô chú anh chị các bạn thì em sẽ em đợi nó đi gần tới cái nhà hàng em quay nó luôn nha, chứ bây giờ mà nếu mà quay nó thì không biết khi nào mới tới nữa. Không, giờ quay cái hướng này cũng được cho mọi người xem về cái hoàng hôn ở bên bờ sông quận 7 như thế nào đó. Mọi người nhìn xa xa thì cũng thấy rất là đông các căn hộ đúng không? Thì hướng bên đó hình như là bên phía đường Nguyễn Hữu Thọ mọi người. Vì cái trục, cái mé bên đây của bờ sông đã là qua tới nhà bè rồi, không còn bên quận 7 nữa. Thì cái trục đường Nguyễn Hữu Thọ này nó rất là nhiều các chung cư căn hộ cao cấp. Mọi người cũng thấy đó, rất là đông. Thì hôm nào có dịp em cũng sẽ đi quay cái khu vực của nó cho mọi người xem. Kìa, mọi người thấy là giờ tàu đang tấp vào cái nhà hàng rồi. Như tàu này tàu của nhà hàng luôn á, chuyên gia chở khách đi qua. Kiểu cái nhà hàng đó nó cũng biệt lập đó mọi người, đi từ hướng bên cái bờ bên đây nè. Cái bờ đi là bờ bên đây, chúng ta sẽ gửi xe bên bờ bên đó rồi chúng ta sẽ đi qua. Rồi bây giờ chúng ta đi di chuyển tiếp trong khu công viên bờ sông này nha. Thì em có thể đi bên ngoài cái lề này, nhưng tại vì thấy đi trên mấy cái đá này nó cũng hay hay á, nên em sẽ đi trên cái đá này. Kiểu nó rằng ri, kiểu nó uốn éo ở trong cái khu công viên á, thì em đi trong khu này nó ok hơn. Cũng một phần là cũng hạn chế được tình trạng cướp giật hơn. Mặc dù em cũng có nói mọi người là ở những cái khu đô thị như vậy thì tỷ lệ an toàn cũng khá là cao, thì an ninh rất là tốt. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải cảnh giác, tại vì an ninh tốt là chuyện của an ninh, thì có thể chúng ta không có bị này nọ, nhưng nếu mà bị giật đồ này nọ thì cũng chắc cũng khó cho chúng ta mọi người, tại vì tài sản của mình thì mình phải tự bảo vệ thôi, cũng không có trông chờ vào mọi thứ được. Rồi lỡ có bị gì thì mình lại ráng chịu nữa, không có hay đó mọi người. Thấy không, chữ là panorama đó, thì khu căn hộ bên đó là một khu căn hộ cao cấp của bên Phú Mỹ Hưng quận 7, chủ tư Phú Mỹ Hưng ở trên đường Nguyễn Đức Cảnh. Thì ở phía dưới các shop house của căn hộ này anh thấy bán cũng rất là nhiều nè, quán ăn, quán nước, rồi cũng rất là nhiều quán phổ biến, rồi nhiều cái brand name nổi tiếng nữa với giới trẻ cũng như đối với các cô chú anh chị lớn tuổi, nhiều khu nhà hàng này nọ. Ui, cái cây này sao nó nghiêng quá vậy ta? Mọi người có thấy cây này không? Trời, nó nghiêng cũng hơi ghê ha. Đó, thôi. Ở đây thì em đi ra ngoài nha. Cũng sáng sủa đi ra ngoài quay cho mọi người xem. Thì đây là cái khu công viên bờ sông nè. Thì em cũng đi dọc theo cái khu này thôi. Nó cũng nhỏ mọi người, nhưng sáng nó cũng khá là đẹp, tại vì nó dọc theo cái bờ sông luôn. Nè, bên tay trái của em đây là con đường rồi bên tay trái của em đây là con đường Nguyễn Đức Cảnh, mọi người cũng thấy đó, có rất là nhiều cái hàng quán ở phía dưới. Nhìn kìa, có quán Starbucks nữa cả mọi người. Thì ở Sài Gòn thì Starbucks cũng có một lượng khách hàng rất là đông và trung thành. Nhưng riêng ở thị trường Việt Nam thì Starbucks không có thống trị được, bởi vì các quán cà phê của Việt Nam quá đông, với nhiều cái thương hiệu nội địa rất là mạnh như là The Coffee House, rồi Phúc Long, rồi Highland, rồi rất là nhiều các chuỗi khác nữa, không có bự bằng những cái chuỗi em vừa kể tên, nhưng cũng là một cái chuỗi nổi tiếng nè. Ở đây nó có cái bảng đầu quy nè mọi người, 4 giờ cho tới 22 giờ. Rồi bây giờ chúng ta cứ tiếp tục. Thì thấy trước mặt em là có một anh đang chạy bộ đó. Đây, nhiều nhà hàng quán ăn lắm. Thì cái khu bên đó là khu căn hộ cao cấp đó mọi người. Thì nhìn như vậy á, đây nó có tên nè, cái xe nó che rồi, Panorama đồ ba đô nha. Nhưng mọi người nhìn như vậy á, nhưng ở đây có những cái cổng kiểm soát hết, chúng ta không thể nào đi vào bên cái khu bên trong có được đó. Nó là như là một cái khu nội khu rồi.
thì ở giữa những cái khu như vậy á là có hàng rào hết, nó có hàng rào che kiểu như vậy nè, những cái góc này nó có hàng rào che hết mọi người, rồi cũng có bảng những cái trạm kiểm soát, phải là cư dân, rồi cũng phải có thẻ cư dân, rồi phải nói chung là cũng rất là khó khăn để ra vô những cái khu nội khu như vậy. Còn cái công viên em đang đi hiện tại bây giờ là một công viên công cộng, nó nằm ở phía bên ngoài khu cái khu căn hộ như vậy, nên những khu công viên công cộng này thì tất cả mọi người ai cũng có thể đi tham quan hết. À, đây mọi người thấy không, đây là cái chỗ mà đón khách của cái nhà hàng Dình Ký nè, kìa một cái trạm, à nó có ghi nè mọi người, bến thuyền đón khách nè. Đó, chúng ta cũng đi gần hết cái công viên panorama này rồi. Thì công viên này chỉ là một cái công viên nhỏ thôi, nó không phải là một cái công viên lớn. À, nhưng mà cũng thấy là cái mật độ cây xanh nó cũng khá là nhiều. Đây, kìa đang đón chở khách kìa. Đó. Thì Phú Mỹ Hưng bên đây thì cây xanh mọi người thấy là bạt ngàn luôn. Tại cái tổng quy mô của toàn thể Phú Mỹ Hưng này nó lên tới em nhớ coi, hình như là 2.600 hecta luôn, bự lắm, nó như là một phần mấy cái quận 7 luôn rồi, nên cái bên đây cũng đã được 20 năm hết ta, được quy hoạch 20 năm trước rồi. Hồi xưa thì ở đây chỉ là đầm lầy thôi, không có cái gì ở đây hết á, thì người ta đã quy hoạch nó đẹp như vậy rồi. Đây mọi người thấy là giờ đi tới đâu cũng thấy những cái biển này đó. Đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng đó, nếu có chuyện gì cứ gọi cái số này thì sẽ có người hỗ trợ. Mọi người đây, những cái góc này đều có camera hết đó. Đây là một cái góc đường bình thường thôi, mọi người cũng thấy nè, mọi người cho mọi người xem đó, đây chỉ là một cái góc đường bình thường thôi chứ không phải là ở trong cái khu nội khu hay gì hết. Bây giờ thì ta đi hết cái khu công viên rồi, bây giờ thôi em dẫn mọi người đi ngược lại cái nha, rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện linh tinh này nọ. Tại công viên này nó cũng là công viên nhỏ thôi mọi người, nó không có bự quá đâu. Đây, ở đây cái mọi người thấy là cái cửa ra vào của cái dự án nè, cửa trạm bảo vệ nè, cái cửa ở đây nè, thì những cái khu này đều có gác hết, vân tay, thẻ từ, chỉ có cư dân mới ra vào thôi. Thì ở bên trong các ở bên trong cái khu nội khu đó nó sẽ có khu công viên riêng nữa, thường là những cái khu căn hộ cao cấp nó sẽ có cái khu công viên riêng dành cho cư dân với các tiện ích như là hồ bơi, rồi phòng gym, hoặc là những cái khu thì mọi người cũng thấy là kiểu như cái công viên Vinhome Grand Park vậy mọi người, mà nó không có quy mô được như vậy thôi, nó nhỏ hơn nhưng cũng đầy đủ hết. Và cái đó là những cái cư dân mà sở hữu căn hộ ở trên những cái khu như vậy hàng tháng phải đóng một cái loại phí gọi là phí quản lý cũng cao mọi người, thường là từ mười mấy ngàn tới 20, mười mấy tới hai mấy á, một mét vuông. Kiểu như nếu mà mọi người sở hữu một căn hộ, em nói ví dụ thôi nha, tại vì em không có biết được cái giá quản lý của căn hộ này bao nhiêu. Kiểu như nếu mà mọi người sở hữu căn hộ như vậy ở các khu chung cư cao cấp, các khu căn hộ cao cấp, thì giả sử căn hộ của mọi người là 100 mét vuông, phí quản lý ở chỗ đó nếu mà người ta tính cho chúng ta là 15.000 một mét vuông một tháng, thì điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta phải trả một khoản phí là 1.500.000 hàng tháng dành cho việc quản lý tòa nhà. Thì nếu như mà có 100 căn 100 mét vuông như vậy thì mỗi người, mỗi cái chủ sở hữu của mỗi căn phải đóng là 1.500.000 mỗi tháng để cho ban quản lý hoạt động, rồi để duy trì việc chăm sóc cây xanh, rồi bảo trì các thiết bị phòng gym, hoặc là bảo trì các mọi thứ trong cái tòa nhà đó. Thì tất nhiên là một cái cụm tòa nhà như vậy nó không chỉ có 100 căn 100 mét vuông mà nó có tới cả ngàn căn luôn mọi người, tùy theo quy mô của cái chỗ như vậy mà cái giá sẽ khác nhau. Và em chỉ ví dụ mọi người xem vậy thôi, thì nếu mà ví dụ nó là 15.000 mà chúng ta cái căn của chúng ta chỉ có 50 mét vuông thôi, thì cứ lấy 15.000 nhân cho số mét vuông là hàng tháng chúng ta phải đóng là 750.000 hàng tháng.
Thì cái tiền này á, là dù cho chúng ta có ở hay chúng ta không ở, chúng ta đều phải đóng hàng tháng hết. Tiền này mới là tiền cố định nha mọi người. Nên thường là các cư dân ở trong các khu căn hộ cao cấp như vậy thì người ta sẽ được hưởng những cái ưu đãi hơn, những cái mà công viên thì người ta sẽ được bảo trì tốt hơn, rồi các trang thiết bị người ta được cũng như là được chăm sóc này nọ tốt hơn, có bảo vệ trực ở các cổng này nọ đó. Thì hiện giờ thì cái xu hướng ở căn hộ ở Việt Nam, đặc biệt ở Sài Gòn, đang bùng nổ là cao, nhất là các bạn trẻ. Thì một phần là bây giờ ở đây người ta cũng mua theo kiểu trả góp, mượn ngân hàng rồi trả góp, cũng như nước ngoài mọi người 10 năm, 20 năm này nọ, rồi trả trước 30%, còn phần còn lại là ngân hàng sẽ trả, rồi chúng ta sẽ góp lại ngân hàng thôi. Đó, thì cứ đi làm rồi kiếm tiền rồi trả ngân hàng. Nó hơi hơi giống nước ngoài vậy đó. Nhưng nó khác một tí là ở bên nước ngoài lãi suất thì nó thấp hơn. Ở bên Việt Nam thì lãi suất nó cao quá. Hiện tại lãi suất cho vay á, mượn ngân hàng nó phải tầm 10.5 cho tới 13% một năm đó mọi người. Nó cao lắm. Nên cũng rất là khó khăn cho các cho mọi người khi muốn mua nhà ở Sài Gòn nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Nó không có phù hợp như ở bên nước ngoài. Đó, thì tùy căn thôi, không phải căn nào cũng phí quản lý cũng cao. Nên thường như vậy thì mọi người thấy thường các khu dân cư hoặc các khu căn hộ cao cấp á, thì sẽ được cái môi trường sống nó sẽ tốt hơn. Rồi mọi thứ nó sạch sẽ hơn. Tại vì có người dọn dẹp rồi. Hàng ngày có người lau dọn ở hành lang, rồi lau dọn sảnh, rồi có tiếp tân ở sảnh để nhận đồ giùm hay cái gì đó. Rồi khi mọi người đi vào tới khu vực nội khu thì nó sẽ an tâm, bảo vệ đi tuần tra, rồi có thẻ từ các thang máy, mọi người cần phải có thẻ rồi vân tay để có thể lên được thang máy, hoặc có thể vô những khu hồ bơi, rồi các khu mà phòng gym, phòng tập thể dục. Nói chung là các tiện ích nội khu thì chỉ có cư dân hoặc là những người mà cư dân dẫn vào á, thì mới có thể sử dụng được thôi. Còn nếu mà người ngoài thì gần như là không thể nào sử dụng được rồi. Thì đây là video để quay về cái khu công viên bờ sông Panorama vào buổi tối, thì cũng như cập nhật về tình hình giá cả, các phí quản lý, dịch vụ của các khu căn hộ cao cấp ở Sài Gòn thời điểm hiện tại cho mọi người, để mọi người hiểu hơn. Thì trong các video trước đây của em có làm về cái khu mà công viên Vinhome Grand Park quận 9, thì cũng có một vài anh chị cũng thắc mắc là những khu đó không có mở cửa cho người ngoài vào, tại sao này nọ. Thì em nghĩ là có thể những cái khu đó người ta xây dựng là để cho cư dân sử dụng. Thì cư dân là người đã đóng tiền hàng tháng cho chủ đầu tư để bảo trì những khu đó rồi, bảo dưỡng những khu đó. Nên cái việc mà chủ đầu tư không có để người ngoài vào, em nghĩ là cũng một phần là cũng là mong muốn của các cư dân sống ở trong những cái chỗ đó. Người ta muốn người ta đóng tiền cho dịch vụ rồi, nên người ta cũng muốn có gì đó nó riêng tư. Em nghĩ là như vậy. Thì hiện giờ cái xu hướng này nó đang kiểu như nó đang bùng phát ở Việt Nam, đặc biệt ở Sài Gòn rất là nhiều. Nên mới có nhiều khu dân cư cao cấp mọc lên, rồi nhiều khu nội khu nó ngày càng nhiều nữa. Thì em nghĩ đây là xu hướng hiện tại ở Sài Gòn, cũng như là xu hướng hiện tại ở Việt Nam. Rồi một vài tình hình về thông tin cập nhật cho quý cô chú, anh chị và các bạn, để mọi người nắm thêm thông tin. Thì hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho mọi người giúp mọi người có thêm thông tin về các khu căn hộ ở Sài Gòn, về các khu công viên nội khu, rồi các khu mà riêng tư, tại sao mà không cho những cái người ngoài vào. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn có thắc mắc hoặc là có góp ý về gì thì cứ comment phía dưới video. Em sẽ trả lời các comment góp ý cũng như thắc mắc của mọi người sớm nhất có thể. Thì hy vọng những thông tin em cung cấp sẽ giúp ích cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video tới thời điểm bây giờ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi. Nãy giờ cũng chia sẻ không nên cũng quên nói với mọi người. Thì mọi người có thể
nhớ đăng ký kênh Subscribe Channel Sài Gòn ơi để ủng hộ em có thêm động lực ra thêm nhiều video mới nữa để phục vụ với cô chú anh chị các bạn tốt hơn nữa. Thì cũng như trong video trước đây em cũng có nói với mọi người là hiện tại tại vì em cũng thấy có một vài cô chú và các anh chị cũng có quan tâm về cái khu căn hộ cao cấp ở Sài Gòn thời điểm hiện tại, thì em cũng đang suy nghĩ không biết là có nên làm thêm nhiều video chia sẻ về các khu vực khác nhau ở Sài Gòn như bên quận 7 rồi quận 2 rồi Tân Bình, quận 10, quận 5 và quận 4. Các khu căn hộ cao cấp ở những cái khu vực đó cũng rất là đông. Nhưng cái khó là để vào được những khu như vậy thì em nói mọi người là chỉ có cư dân mới có thể vào được những khu như vậy thôi. Nên nếu em muốn vào những khu đó để quay video để phục vụ cho mọi người thì em cần phải liên hệ với các cư dân sống ở khu vực như vậy và xin kiểu như nhờ những người đó giúp đỡ để em có thể vào những cái khu vực bên trong để quay về khu nội khu cập nhật cho mọi người xem. Thì em không biết là mọi người có nhu cầu đó hay không, nên em cũng muốn hỏi mọi người để xác nhận thêm nếu mà có nhu cầu mà mọi người muốn biết thêm về những thông tin đó, những video về các khu nội khu ở các khu căn hộ cao cấp, các khu chung cư ở Sài Gòn, khu dân cư mà kiểu mà biệt lập á cao, thì em sẽ tìm cách để liên hệ các cư dân sống ở các khu vực như vậy để vào để quay video phục vụ cho quý cô chú anh chị với bạn xem. Thì nếu mà mọi người có nhu cầu thì em sẽ tìm cách thôi chứ không có gì, nhưng cũng rất là khó. Em cũng nói mọi người biết là cũng khó, nhưng tùy theo tình hình là mọi người có nhu cầu cao hay không. Nếu mà chỉ một hai người có nhu cầu thì nếu hôm nào em sẵn mà có người quen hay là có bạn bè hoặc là biết ai đó thì em có thể nhờ những người đó giúp đỡ được, nhưng chắc chắn nó sẽ cái lượng video nó sẽ ra không có đều. Như là nếu mà cái nhu cầu nó cao, em sẽ tìm cách để liên hệ với các cư dân sống ở những cái địa điểm như vậy để xin phép những người đó dẫn em vào quay cho mọi người xem. Thì đó, em cũng một vài thông tin cũng muốn hỏi với đến quý cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là những người đã theo dõi kênh Sài Gòn ơi này từ những ngày đầu tiên rồi. Em rất là biết ơn những người đó, rất cảm ơn người đó rất là nhiều. Thì mọi người cũng biết là cái kênh này là lập nên vì tình hình cái dịch Covid thì nó cũng là ảnh hưởng công việc của em, nên gần như là hiện tại em cũng nó đúng là cũng ít công việc rồi, ít việc để làm hơn, nên đi lòng vòng quay video để khuây khỏa thôi mọi người, sẵn lưu lại kỷ niệm luôn. Chứ lúc thành lập kênh nên em không có nghĩ là cái kênh này nó sẽ đạt được cái gì đâu, nó có đạt được thành tựu hay gặt hái được cái gì đâu. Nó chỉ là một cái để giúp cho em khuây khỏa thôi, chia sẻ những cái mà em biết, những cái nơi em thấy đẹp cho mọi người theo dõi, cũng như cập nhật thêm những thông tin em nghĩ là hữu ích đối với các cô chú anh chị các bạn, đặc biệt những người đang ở nước ngoài. Vì kênh này em cũng đang hướng đến các cô chú anh chị mà đang ở nước ngoài là chính, những người mà đã lâu rồi không về Việt Nam á, cũng không có hình dung được ở Sài Gòn nó đã thay đổi thế nào rồi, đường xá nó như thế nào, nó còn như xưa hay không, rồi hiện giờ các người dân Sài Gòn đang sống như thế nào, có làm công việc gì, rồi các khu công cộng ở đây, các khu công viên rồi nó như thế nào rồi đó, khu dân cư ra sao, rồi những cái nơi mình sống hồi trước nó như vậy bây giờ nó như thế nào rồi. Nên em cũng muốn cập nhật những cái gì đổi mới, những cái gì phát triển cho những cái quý cô chú anh chị như vậy, những người mà chưa có dịp về Việt Nam trong khoảng thời gian rồi, thì có thể là do cuộc sống, cũng có thể do công việc, thì những người đó có thể xem video của em để cập nhật thêm về hình ảnh cũng như về cái kiểu như cái đời sống của Việt Nam thời điểm bây giờ. Thì hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và yêu thương của tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo trên kênh Sài Gòn ơi. Hôm nay nói chuyện cũng hơi linh tinh, lan man quá. Rồi, cái gì mọi người thông cảm giúp em nha. Ok, bye bye mọi người.